Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: Xin Thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc, nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo: Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ khi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai lấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa người ta thu lại được 12 túi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời em Chúa. Trọng kính quý cha, thầy, kính thưa quý cụ, quý cố, quý chức tân cử cùng toàn thể anh chị em. Con là người con nhỏ bé nhất trong linh mục ở đây, còn các cha bề trên, các cha giáo của con cả. Nhưng mà chính vì vậy cho nên con phải vâng lời các ngài. Các ngài bảo nay cha phải chia sẻ tin mừng như là một lời chào cộng đoàn. Vì từ khi con được truyền chức linh mục đến nay chưa có dịp nào để ra mắt cộng đoàn. Và hôm nay con vâng lời các ngài để chia sẻ tin mừng cùng với cộng đoàn. Trước tiên khi đến cổng nhà thờ Thiên Ân, con cảm nhận được ngay tình thương yêu của Thiên Chúa qua hai từ Thiên Ân. Ân lộc đến từ Thiên Chúa. Và quay trở lại với bài tin mừng chúng ta vừa nghe, là việc Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều. Chúng ta thấy không biến cố làm phép lạ này, cả bốn thánh sử đều ghi lại. Và nếu so sánh thì về mặt sử dụng từ ngữ thì chúng ta thấy có phần hơi khác giữa tin mừng nhất lãm và tin mừng theo Thánh Gioan. Tin mừng theo Thánh Gioan không sử dụng từ phép lạ nhưng mà dùng từ dấu lạ. Khi tác giả tin mừng Gioan sử dụng từ dấu lạ, ấy là ngài muốn chúng ta không dừng lại ở dấu lạ, nhưng dấu lạ bao giờ cũng gọi về một thực tại sâu xa hơn chính nó. Vậy dấu lạ hóa bánh ra nhiều gọi về điều gì? Thưa như lời cha chủ tế con nói, Chúa Giêsu một lòng khắc khoải, tình yêu của Thiên Chúa thì không thể nói cho vừa. Tất cả những phép lạ ngài làm đều gọi về quyền năng, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của tin mừng hôm nay, chúng ta dễ nhận ra quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa khi Chúa hóa bánh ra nhiều cho khoảng 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em. Dấu lạ này gọi về một quá khứ của cha người Do Thái. Khi họ lưu đày trong sa mạc, chính Thiên Chúa đã nuôi dưỡng họ, chính Thiên Chúa đã cho manna từ trời xuống để cho họ được no khỏa. Ngài cũng cho họ uống nước từ hốc đá chảy ra. Hôm nay cũng trong bối cảnh là nơi hoang vắng với 5.000 người, chính Chúa Giêsu
cũng đã làm đấu lại để cho đám dân theo Ngài được no thỏa. Điều này cho chúng ta thấy một Thiên Chúa xuyên suốt từ Cựu Ước cho tới Tân Ước. Và đặc biệt trong câu 16 chúng ta thấy những động từ mạnh. Bấy giờ Đức Giê-xu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Chúng ta thấy điều gì đặc biệt trong câu này? Thưa, chúng ta thấy được mô mẫu của bí tích thánh thể. Khi Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể mà chúng ta nghe trong bài đọc 2, khi ấy Chúa Giê-xu cầm lấy bánh bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Và một lát nữa chúng ta sẽ thấy trang chủ tế sẽ làm như vậy, lặp lại hành vi của Thiên Chúa trong ngôi vị của Ngài in persona Christi, để nhân danh Đức Giê-xu Kitô. Và dấu lạ này được nên trọn vẹn nơi bí tích thánh thể. Vì vậy cho nên chúng ta thấy phép lạ này kéo dài xuyên suốt từ Cựu Ước tới Tân Ước và cho tới Giáo hội, ôm trọn cả lịch sử cứu độ. Và nếu đọc Tin Mừng của Gioan thì chúng ta thấy diễn từ về bánh màng sống, và phép lạ này cũng có trong đây. Khi nói đến việc một Đức Giê-xu Kitô của lịch sử, của con người, và đặc biệt của dân Do Thái, cũng là của dân Báo Đáp. Hôm qua con đi lễ ở Tân Sa Châu, lễ tang của cha Cố Chiết. Thì lễ xong con có dìu một cha Cố dòng Don Bosco. Ngài, trong khi dìu Ngài xuống bàn uống nước thì Ngài hỏi con: cha quê ở đâu? Con thưa cha Cố, con quê ở Bùi Chu. Cha quê ở Bùi Chu, cha ở xứ nào? Con thưa cha Cố, con ở Báo Đáp. Ngài ngạc nhiên lắm, Ngài nói: Báo Đáp giỏi lắm, dân Do Thái. Và thưa cha, không giỏi gì đâu ạ. Thì Ngài nói như thế này: khi tôi còn truyền giáo ở trên miền Tây Bắc, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, tôi nhớ rằng hồi ấy tôi chỉ có 2 chiếc quần thôi, rất bạc màu và đã đến lúc phải bỏ đi. Nhưng vì không có cái gì để mang nên tôi cứ mang hoài. Rồi sau thánh lễ ngày Chủ nhật, có một ông Báo Đáp chạy đến và nói với tôi: con thưa cha, cha cho con mượn chiếc quần của cha, con sẽ làm cho nó mới cho cha con. Tôi bảo: quần cũ như thế này làm sao mà mới được? Hay là ông muốn mua cho tôi một chiếc quần mới? Cho nên tôi sợ làm phiền ông ấy. Và nếu có mua cho tôi một chiếc quần mới thì cũng phải đi cách đây 40-50 cây mới có hiệu quần áo mà mua. Nên tôi bảo: thôi ông ạ, tôi mang được. Ông bảo: không, cha cứ đưa cho con. Vì là có 2 chiếc nên tôi vào trong nhà tôi lấy chiếc kia tôi đưa cho ông. Và tôi thật sự là ngạc nhiên khi chiều hôm sau ông đưa vào cho tôi. Tôi không nhận ra đó là chiếc quần của tôi nếu nó không có một lỗ thủng ở gấu quần. Thực sự nó đã mới. Và tôi không hiểu là ông ta làm phù phép kiểu gì. Cha Cố nói như vậy, cha Cố cười. Thì con mới nói với cha Cố là: con thưa cha Cố, đấy là nghề của làng con rồi. Chỉ cần một nắm thuốc nhuộm thôi, với một chiếc nồi ngồi trên cái bếp là có thể làm cho quần của cha mới. Rồi cha nói: không, dân Báo Đáp còn giống dân Do Thái ở cái là đi đâu tôi cũng gặp dân Báo Đáp. Tôi ở Lào Cai cũng gặp Báo Đáp, rồi tôi lên Điện Biên cũng gặp Báo Đáp, vào Sài Gòn này cũng gặp Báo Đáp, người Báo Đáp đi đâu cũng gặp. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con thì con thiết nghĩ như thế này: Báo Đáp là dân Do Thái thật, nhưng là dân Do Thái không phải bởi vì người Báo Đáp giỏi giang hay thông minh. Nhưng người dân Báo Đáp là dân Do Thái bởi vì Chúa thương dân Báo Đáp như thương dân Do Thái. Chúa ở cùng với dân Báo Đáp, Chúa ở cùng với người Báo Đáp. Báo Đáp đi đâu, Chúa đi đâu. Chúa nuôi dưỡng và chăm sóc dân chúng ta như Chúa đã từng nuôi dưỡng và chăm sóc dân Do Thái.
Con vào đây hơn một năm, nhưng con đã nghe rất nhiều người trong chúng ta đây, đặc biệt là các bác lớn tuổi, các bác bộc bạch của con, khi mới vào đây chân ướt chân ráo, đau khổ thì nhiều, niềm vui thì chẳng có bao nhiêu, cơm ăn không lo, áo mặc thì chẳng lành, không bao giờ nghĩ tới việc có nhà, có cửa, có đất. Thế mà đến bây giờ chúng ta nhìn lại sao? Chúng ta không những ăn no, nhưng mà ăn no, thậm chí ăn rất no. Còn mặc thì chúng ta không nói đến chuyện lành nữa, mà nói đến chuyện mốt hết bộ này đến bộ kia. Không tin cứ hỏi các chị ca đoàn với các cô ở đây, có bao nhiêu chiếc áo, bộ quần áo dài mà chúng ta chỉ mặc một hai lần và chúng ta không nhìn thấy nó nữa. Rồi nhà cửa đất đai thì sao? Hầu hết ơn Chúa ban cho, chúng ta đã có nhà, có cửa. Có nhiều người trong số chúng ta không chỉ có một nhà, hai nhà, ba nhà, có rất nhiều nhà, thậm chí có những nhà lộng lẫy. Đấy là về nhà, cơm ăn áo mặc. Còn về nghề nghiệp thì sao? Đấy, chúng ta thấy cha cố vừa kể, những năm 80, nghề nhuộm thì sao? Chỉ một rúng cũng nhuộm thôi. Rồi đến bây giờ thì sao? Các xưởng nhuộm mọc lên như nấm. Nghề hoa thì không còn là hoa lông gà, hoa mút, hoa nhựa nữa. Bây giờ là hoa vải, hoa lụa, cạnh tranh với thái, với hoa bậc thái của cả. Ai làm điều đấy cho chúng ta? Nếu không phải là một Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Và khi chúng ta nhìn được ơn sủng của Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy, thì đồng thời Chúa cũng nói với chính chúng ta, như hôm nay Chúa đã từng nói với các môn đệ, các tông đồ của Ngài: chính anh em hãy cho họ ăn. Vì chúng ta cảm nhận được Chúa đã cho chúng ta trước, nên hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta: chính anh em hãy cho họ ăn. Hãy cho con cái của chúng ta ăn, hãy cho những người thân nhân của chúng ta ăn, hãy cho những người làm công giúp việc của chúng ta ăn. Chắc hẳn lúc này nhiều người trong cộng đoàn chúng ta sẽ nói là: lạy Chúa, Chúa xem có bao giờ con để cho con cái của con thiếu thốn, có bao giờ con để cho người thân, người nhà của con hay những người làm công cho con phải đói khát bao giờ. Nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta lắng lại một tí để nhìn vào trong sâu thẳm của cõi lòng của chúng ta. Cơn đói Chúa muốn mời gọi chúng ta cho họ ăn ấy không phải chỉ là cơn đói về miếng cơm manh áo, về nhà cao cửa rộng, nhưng cơn đói đấy là cơn đói tinh thần, cơn đói sự cảm thông, sự quan tâm chia sẻ, sự tha thứ, sự đoàn kết, sự hiểu biết. Một Đức Giêsu Kitô, Ngài thấu suốt, Ngài nhìn thấy cơn đói đấy của chúng ta. Và đấy cũng là ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, ngày lễ kính mình và máu Thánh Chúa. Đức Giêsu biết rằng không có một ai có thể cho chúng ta sự sống đời đời. Cái khát khao khắc khoải của những linh hồn chúng ta là sự sống đời đời và phần thưởng nước trời, nhưng không ai có thể cho chúng ta ngoài Đức Giêsu Kitô. Không một lương thực nào có thể nuôi dưỡng chúng ta và dẫn chúng ta về quê trời ngoài mình và máu Thánh Chúa. Và biết như vậy, cho nên trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh và trao yến: này là mình Thầy, này là máu của Thầy. Hôm nay không những là lễ quan thầy của đồng hương báo đáp Sài Gòn, nhưng còn là quan thầy của linh mục chúng con. Ngày nay là ngày lễ mình và máu Thánh Chúa,
là ngày thánh hóa các linh mục. Xin cộng đoàn cũng cầu nguyện cho các linh mục chúng con. Mỗi lần cầm lấy bánh trên bàn thờ nhân danh Chúa và đọc lời của Chúa, này là mình Thầy, này là máu Thầy, thì xin cho chúng con có ý thức được rằng chính chúng con cũng đang trao gửi sự sống, thời gian và sức lực của mình cho dân của Chúa và cho giáo hội. Khi nhận mình và máu thánh Chúa Giêsu làm con Thầy của mình, ấy là đặt để chọn vẹn cuộc đời của mình. Hãy dọn lòng của mình trở nên một đền thờ cho một Đức Giêsu Kitô ngự vào trong lòng của chúng ta, để từ nay chúng ta không sống một mình, nhưng có mình Chúa trở nên thịt máu nuôi dưỡng chúng ta, có máu của Chúa trở nên máu của chúng ta. Từ nay trở đi, mỗi lần bước Chúa vào lòng, chúng ta ý thức rằng trong mọi hoàn cảnh, lúc vui, lúc buồn, lúc sướng, lúc khổ, đều có Chúa ở đấy muốn nên một và muốn chia sẻ với chúng ta. Xin Đức Mẹ là người nữ thánh thể, Mẹ, Chúa đã dọn sẵn trong lòng Mẹ một đền thờ cho thánh thể. Xin Mẹ cũng giúp chúng ta dọn lòng chúng ta luôn luôn trong sạch để đón Chúa Giêsu thánh thể mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Amen.